Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh UV Lab, kênh YouTube chính thức của Trung tâm Đào tạo Thú y và Thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích về các cái biện pháp cấp cứu heo sơ sinh mà nó thiếu sữa mẹ nhé các bạn. Thì khi mà nái bị hầm nóng, bạn thở mệt và nó không chịu cho con bú thì heo con nó sẽ bị thiếu sữa và nó vừa đói vừa khát, nó xảy ra cái tình trạng là gầy cộp, xù lông một cách rất là nhanh chóng. Và cái cơ thể heo con bạn nó cần rất là nhiều nước và cái dưỡng chất. Nếu như mà thiếu sữa trong vòng khoảng 6 đến 8 giờ thì cái cơ thể nó bắt đầu mất nước và nó sẽ đói lả đi. Và cái tướng đi của nó bạn nó đi rất là siêu vẹo, hoặc là nó tự tìm những cái nguồn nước dơ bẩn ở trong chuồng để nó uống, thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng là tiêu chảy. Chúng ta càng khó điều trị hơn nhé các bạn, và có khi là nó sẽ lây cả bầy chúng ta và chúng ta sẽ bị thất thu trọn ổ heo con đó, thì rất là đáng tiếc. Thì sau khi mà đẻ bình thường các bạn, nếu như mà cái sữa mẹ tốt á thì heo con nó sẽ phát triển rất là nhanh, lông mượt, mông cũng như là lưng nó sẽ rất là đầy đặn, và cái đường sống lưng các bạn nó sẽ hõm xuống, chúng ta sẽ không có thấy nó lồi xương sống lên. Thì heo ngủ nó nằm rải đều ở trong chuồng và cái nhịp thở nó đều, hay là nó hay vẫy tai vẫy đuôi, hoặc là nó giật giật cơ lúc ngủ các bạn, và lúc nó thức á, thì nó hay nô đùa cắn nhau chạy nhảy khắp chuồng. Đó là các cái biểu hiện ở trên cái con heo con mà được bú đầy đủ sữa và được chăm sóc tốt. Ngược lại, nếu như mà sữa mẹ không tốt hoặc là thiếu sữa các bạn, thì đàn heo con nó sẽ bị lạnh, và khi nó bị lạnh á, thì nó thường nằm chồng đống lên nhau, có khi là cái con nằm dưới cùng nó yếu và nó không có trỗi dậy được các bạn, thì nó sẽ bị chết ngộp nhé các bạn. Và cái xác chết của nó các bạn thì nó tiêu tụy, cái lưng nó còng lòi gai xương sống lên và nó lộ từng cái xương sườn cũng như là cái u xương mông, cũng như là các cái phần hai cái mí các bạn, nó hay đổ gàng và nó hay đi đứng lóng cóng kiệt sức, nó không có thúc vào vú của con mẹ và nó không có kích thích cái sữa mẹ tiết ra được. Và trong cái trường hợp mà heo con sơ sinh bị gầy như vậy các bạn, và nó không có cái điều kiện để mà cấp bù, thiếu nước, thiếu dinh dưỡng á, ví dụ như là clo hay là axit amin, thì nó sẽ rất là dễ bị mất cắn cái đàn heo chúng ta nhé các bạn. Và sau khi đẻ, nếu như các bạn thấy nái bị hầm nóng, chúng ta cần phải nhanh chóng hạ nhiệt cơ thể cho con nái bằng các cái dạng nước, và chúng ta kích thích cái vú của con nái để tạo sữa cho heo con. Đồng thời á, nếu như mà thấy con heo con sau khi đẻ nó bị gầy, lòi xương sống, thì các bạn cần phải thực hiện các biện pháp ngay sau đây để chúng ta cấp cứu con heo con nhé các bạn. Cái thứ nhất là chúng ta cấp bù nước cũng như là dưỡng chất cho nó. Thì các bạn có thể tiêm vào cái xoang bụng của nó các bạn, các cái dung dịch, ví dụ như là nước muối sinh lý hay là đường 5% chẳng hạn, hoặc là đường 40%, 10% hay là các cái chế phẩm axit amin khác. Và chủ yếu là chúng ta dùng để bù lại sự mất nước cũng như là mất cái dưỡng chất và các cái ion trao đổi bên trong cơ thể con vật. Thì khi mà tiêm các cái dung dịch này á, các bạn chú ý là chúng ta phải tiêm chậm nhé các bạn. Và chúng ta tiêm không quá 10 ml trên một con một lần tiêm nhé các bạn. Thì mỗi ngày các bạn có thể tiêm 2 lần, 3 lần hoặc là 5 lần tùy theo cái tình trạng mất nước ở trên con heo con là như thế nào. Và các bạn phải lựa chọn cái vị trí tiêm ở giữa hai vú. Cuối cùng các bạn ở bên phải để chúng ta tránh chạm vào cái bàng quang của nó nhé các bạn. Và trước và sau khi tiêm xong bụng á, các bạn phải dùng cái iodine, tức là cái dạng sát trùng á, để chúng ta sát trùng cái khu vực mà các bạn chuẩn bị tiêm để tránh mà nó vấy nhiễm các cái dạng vi khuẩn khác đi vào trong cái xoang bụng nhé các bạn. Thì sau khi tiêm rồi, các bạn cần phải quan sát chú ý sự sốc do cái dịch truyền. Nó có thể xảy ra ở cái hiện tượng như là con vật nó hô hấp nhanh chẳng hạn, hoặc là con vật nó bị yếu lờ đi chẳng hạn. Thì tôi đã có phân tích cho bạn một cái bài về cái việc mà sốc khi mà các bạn sử dụng thuốc á, thì bạn xem lại bài đó giúp tôi nhé. Vì ngoài cái việc mà chúng ta bổ sung các cái dạng gluco hay là các cái dạng nước muối sinh lý chẳng hạn, thì các bạn cần phải cung cấp thêm vitamin C. Chúng ta có thể pha chung nó với cái liều gluco hoặc là các cái phần truyền dịch khác, chúng ta pha chung nó lại để chúng ta tiêm cho con heo chúng ta cũng tiêm vào xoang bụng luôn nhé các bạn. Và thường vitamin C là cái liều khoảng 100 mg một con một ngày, nó sẽ tăng cường cái khả năng chống bệnh con heo con lên, nhất là các cái dạng bệnh lý đường hô hấp. Và trong cái trường hợp mà heo con thiếu nước rất là trầm trọng, các bạn có thể tiêm heo dưới da vùng trước hai đùi của nó, mỗi bên thì các bạn tiêm 5 ml nước. Nhưng mà cái trường hợp này thì ít khi nó ứng dụng nhé bạn, chủ yếu là các bạn tiêm xoang bụng thôi. Thì sau đó các bạn cần phải ủ ấm heo
bằng ổ rơm chừng 20 đến 30 phút. Đó, các bạn chăm sóc con nái nè các bạn thúc vú của nó. Tức là chúng ta xoa bóp hay là kích thích vú của con mẹ các bạn để cho nó có thể tiết ra sữa. Nhưng mà các bạn lưu ý là có những cái trường hợp mà nó bị sốt sữa sau khi sinh, hoặc là các trường hợp bị viêm vú, viêm tử cung hoặc là mất sữa chẳng hạn. Thì tôi đã có phân tích cho các bạn các cái bài đó rồi, các bạn xem lại bài đó giúp tôi nhé, để chúng ta kết hợp điều trị ở trên con nái và trên con cho nó hợp lý nhất nhé các bạn. Và đối với những cái ổ heo mà kém sữa các bạn, thì sau khi mẹ có sữa lại á, nếu có điều kiện á, các bạn có thể cho heo con uống thêm cái Luco nhé các bạn, và tập cho heo con ăn sớm khoảng 7 đến 10 ngày chúng ta tập cho nó ăn được rồi. Và các bạn chú ý là khi mà heo con bị thiếu sữa mẹ, chúng ta cần quan tâm đến cái hiện tượng chậm lành ở cái cuống rốn của nó nhé các bạn, cũng như là hiện tượng rụng rốn nó muộn á, thì nó có khả năng gây ra tình trạng là viêm cuống rốn và cái mạch máu cuống rốn. Nó có thể là tích tụ các cái mủ ở đó, nó gây tình trạng tiêu chảy hoặc là các cái biến chứng phức tạp khác. Cho nên các bạn cần phải lưu ý và xem xét cái cuống rốn cho nó kỹ cái lúc mà heo con chúng ta bị thiếu sữa mẹ nhé các bạn. Thì đây là cái phần bài học hôm nay mà tôi muốn hướng dẫn cho các bạn đừng quên đăng ký kênh Dương Vlog để chúng ta nhận thêm các bài học khác một cách nhanh nhất, cũng như là các bạn hãy chia sẻ bài học này với mọi người để mọi người được gia tăng thêm kiến thức, và các bạn hãy bình luận bên dưới để giúp cho Dương Vlog ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại thì trung tâm đào tạo thú y và thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương đang có các khóa đào tạo về chẩn đoán và điều trị các dạng bệnh lý trên chó, mèo, heo, gà, vịt, trâu, bò, dê, cừu, và cũng như là các quy trình chăn nuôi phòng trị bệnh cho cá, tôm, lươn, cua, vân. Thì các bạn có thể đăng ký các khóa đào tạo về thú y và thủy sản trực tuyến chất lượng cao bác sĩ Dương. Thì chương trình là chương trình chất lượng cao, một thầy hoặc là một cô sẽ kèm một học viên, cho nên là chắc chắn sau học sẽ giúp cho các bạn vững tay nghề và tự tin trong quá trình mà các bạn chăn nuôi cũng như là công tác về thú y và thủy sản sau này. Thì các bạn nào có mong muốn học tập cũng như là muốn tìm hiểu thêm về thông tin khoa học thì các bạn có thể liên hệ bác sĩ Dương theo số điện thoại 0903 153 057. Các bạn có thể liên hệ qua Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Thì cảm ơn các bạn theo dõi bài học này và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau. Xin chào.